Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ không làm về xe mà mình sẽ làm về điện thoại. Hôm nay mình sẽ test tựa game Call of Duty phiên bản mobile trên chiếc V-Smart Lite của mình. Chiếc V-Smart Lite này thì là phiên bản RAM 6GB và bộ nhớ trong 64GB. Và các bạn hãy xem liệu con chip Snapdragon 675 này có thể chơi được tựa game Call of Duty hay không. Tựa game này hiện tại thì vẫn chưa phát hành ở Việt Nam, nhưng mà ở Seven ASEAN, Seven châu Á ấy, thì đã có phát hành rồi và mình đã tải về và mình đã trải nghiệm từ tối qua tới giờ. Và mình sẽ làm video clip này để các bạn xem là liệu cái máy này với tầm giá chỉ khoảng 3 triệu có thể chơi nổi được cái tựa game này không. Thì cái hướng dẫn tải game này mình sẽ làm trong những video clip sau, nếu như các bạn có nhu cầu để lại comment bên dưới. Bây giờ thì mình sẽ test game. Đây, vào game, load game rất là nhanh. Và mình sẽ cho các bạn xem phần đồ họa mà mình đã thiết lập trên cái chiếc điện thoại này. Graphic quality là mình để ở mức very high. Và khung hình mình cũng để ở mức very high. Độ sâu của trường ảnh là mình bật. Và những cái hiệu ứng này là hiệu ứng thời gian đổ bóng, hiệu ứng nhưng mà đa số những hiệu ứng mình đều bật hết. Và có cái phần mình không bật đó là phần tử răng cưa thì mình sẽ không có bật. Setup đồ họa của cái game này cũng khá đơn giản nha. Và các bạn hãy xem nó sẽ chiến game như thế nào. Thì mình sẽ một vài cái phát trước để cho các bạn xem. Vì game này nó nổi tiếng ở chế độ đấu đội và cả chế độ sinh tồn, mình sẽ làm một vài phát ở chế độ đấu đội trước để các bạn xem cái máy nó sẽ trải nghiệm đấu đội như thế nào. Ok. Wow, đồ họa rất là đẹp luôn em. À, và các bạn thấy đấy, khi chơi đấu đội thì nó rất là mượt. Còn cái độ trễ mà khi mà chúng ta lướt này nè là do mạng Seven ở châu Á, cho nên mạng nó không được tốt lắm. Nhưng mà vẫn chơi ok. Đấy, các bạn xem ấy. Mình chưa quen mấy cái nút của cái game này cho lắm nên mình bắn hơi gà, các bạn thông cảm ha. Mình chưa có quen mấy cái nút này nữa. Cái dao luôn nè. Dao là một hit, một kill á. Rồi, nhiêu đó cũng được rồi. Thử cho biết đấu đội nó chơi thế nào thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần chính, đó là chính là phần chơi sinh tồn trên chiếc
vì smart line này, đọc line cho các bạn thấy nó gần gũi thôi chứ đúng ra là vmax lưu á. Ok, mình sẽ crank max, mình sẽ chơi ở tem rồi. Ok, nó có phòng rồi. Để chúng ta hãy cùng xem nhé. Ở chế độ sinh tồn này thì cái game này nó phân ra làm những lớp nhân vật. Như là Medic là nhân vật này là sẽ đi chuyên về cứu người. Và Defender là tấn công, nghĩa là phòng thủ á, phòng thủ, Defender là phòng thủ. Ninja có lẽ là đánh nhanh, nói chung là rất là nhiều lớp nhân vật khi mà chúng ta sẽ chọn ở đầu game. Hay khi mà chúng ta chọn nhân vật Defender thì nó sẽ cho thêm một cái item này. Còn hiện tại không có năng lượng. Đây. Item này nó sẽ tạo ra một cái lá chắn để cho chúng ta, nếu mà tem chúng ta có giao tranh ấy thì bật cái lá chắn chắn ra ngay lập tức. Thì khi mà chúng ta vào chơi ở chế độ sinh tồn ấy thì FPS của game nó không không được như ở chế độ đấu đội, vì khá là nhiều người chơi trong chế độ sinh tồn này, 100 người lận. Cho nên cái hiệu ứng di chuyển ấy nó không được mượt như là ở chế độ đấu đội, nhưng mà nhìn chung thì vẫn ok. Mình đã test trên Exynos thì nó cũng như thế này nè, nó không được mượt ở chế độ sinh tồn, có lẽ là do cái bản đồ quá lớn và do quá nhiều người cho nên cái mức FPS thì nó không được ok lắm. Này đây, đồ họa game rất là đẹp luôn anh em. Cái bản đồ của game này nó rất là rộng lớn luôn và địa hình nó rất là đa dạng. Phần vào game cũng rất là ngon nè, đó. Mình đang là người nhảy chính nè, nên mình nhảy cho các bạn, mình kiếm điểm nhảy cho các bạn xem nha. Ok, nhảy. Hạ cánh rất là nhanh luôn. Trong game này thì địa hình nó rất là đa dạng và các bạn cũng có thể lái máy bay nữa, trực thăng các kiểu. Này mình ta lượm được hai cây súng, mình sẽ đi kiếm một chiếc xe để mình chạy thử coi cái trải nghiệm. Nói chung là trong cái phần mà review game này ấy, thì mình không có ưu tiên tới cái việc mà chơi, mà chủ yếu là mình trải nghiệm để cho các bạn xem là cái máy VMAX Lite này nó có, liệu nó có chơi nổi được cái tựa game này không. Tiến bước chân vào đây ta. Mà thấy không, đồ họa game rất là đẹp luôn. Đồ họa game trên điện thoại bây giờ chả thua gì trên máy tính kìa. Một số năm trước cái mình chơi game trên máy tính ấy, thì đồ họa nó cũng chỉ được như thế này thôi. Và bây giờ thì trên điện thoại nó đã quá ok rồi, bây giờ mình không còn chơi game trên máy tính nữa, chứ là mình chơi trên điện thoại.
game này nó cũng có voice chat nữa các bạn. Nói chung là chơi nó rất là sướng hơn búp rất là nhiều. Có lẽ khi mà game này mà được phát hành ở Việt Nam thì búp sẽ mất một số lượng lớn người chơi đó. Bạn coi cái ánh mặt trời nè, đó. Ok, đây là một chiếc xe. Ôi, xe này không lái được à? Đây không chiếc mô tô à? Bạn thấy không, độ bóng của game làm rất là tốt. Hiệu ứng của ánh mặt trời nè. Và hiệu ứng độ bóng đi xuống nè. Rất là chuẩn xác luôn, độ bóng rất là đẹp luôn. Reloading, cover me. Mình sẽ lấy một chiếc xe khác nha. Và đặc biệt nè, khi ở cái tựa game này các bạn, khi mà chúng ta nhảy từ một nơi cao xuống thì chúng ta sẽ không lo sợ cái việc mà mất máu nữa. Đây, ví dụ đây mình sẽ nhảy xuống đây. Đó. Một hit là mày đi thôi. Đây. Nhảy từ trên cao xuống, nó sẽ bung dù ra. Nói chung là các bạn nên trải nghiệm thử game này, rất là lý thú. Rồi, video clip của mình thì cũng xin kết thúc tại đây thôi. Chứ là muốn cho các bạn xem cái tựa game này liệu có chơi nổi được trên VMAX Live không. Một chiếc máy chỉ trong phân khúc 3 triệu đồng. Nhưng mà về mặt trải nghiệm, về mặt sử dụng rất ok. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Nếu thấy video clip mình có ích, nhớ cho mình xin một lượt đăng ký nhé. Còn các bạn nào mà đang có ý định mua chiếc điện thoại này, có thắc mắc gì cứ để lại comment dưới, mình sẽ trả lời giúp các bạn. Bye bye.